Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi ở nhà của các bạn bằng cái IP cố định nha. Thì thông thường các bạn kết nối với cái wifi ở nhà của các bạn là cái IP động. Khi mà các bạn tắt cái máy in này đi thì cái máy in của chúng ta nó sẽ nhận một cái IP khác. Lúc đó thì các bạn buộc phải vào trong cái app ở trên điện thoại á, các bạn set lại cái IP thì các bạn mới in được, còn không thì các bạn không in được. Với cách này á, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn á, thì khi mà các bạn tắt máy á, các bạn mở lên á, thì cái IP nó sẽ không thay đổi, các bạn vẫn có thể in được. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này nha. Thì đây á, là cái máy in nhiệt nha các bạn. Các bạn chỉ cần gắm điện vào kết nối với wifi nhà và kết nối với cái app của các bạn là các bạn có thể in được cái hóa đơn bán hàng các bạn gửi cho khách hàng nha. Thì cái máy này có thể kết nối được với những cái phần mềm như là Sabo nè, Kiosk Việt nè, Tính Tiền TV nè, sổ bán hàng nè và một số cái phần mềm khác nữa nha các bạn. Thì mình có làm một số cái video về cái máy in này kết nối với cái phần mềm và in thử ở bên dưới phần mô tả. Các bạn xuống dưới phần mô tả các bạn xem lại những cái video đó nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy nha. Thì ở đây nè các bạn, nó có cái nút là các bạn nhấn vào nó sẽ mở ra khay giấy nè. Đó, ở đây mình có sẵn cái cuộn giấy nè các bạn. Đây, cuộn giấy các bạn chỉ cần đặt vô theo cái chiều này nha. Rồi, các bạn để như thế này và các bạn đóng lại thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn test cái máy in nha. Rồi, các bạn tắt nguồn nè, các bạn giữ cái nút này nè. Rồi, các bạn bật cái nguồn lên. Khi mà cái đèn đỏ này nó tắt nè, các bạn buông ra, nó sẽ in ra một cái tờ in test nè. Cái tờ in test này á, nó để kiểm tra được cái tình trạng của cái máy nha. Khi mà các bạn sử dụng á, nếu mà có trục trặc như thế nào á, thì các bạn có thể dùng cách này để các bạn in ra thử xem cái máy của mình nó có hoạt động hay không, hay là do lỗi cái điện thoại của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi nhà của các bạn nha. Thì bây giờ ở đằng sau nè các bạn, nó có một cái nút nè, cái nút màu đen nè, các bạn thấy không? Các bạn bấm vô cái nút màu đen nè, nó sẽ in ra một cái tờ giấy cho các bạn nè. Rồi, ở đây các bạn có thấy là SSID nè, là cái tên wifi của cái máy này nó phát ra nè. Bây giờ các bạn dùng điện thoại các bạn kết nối với cái tên wifi này nè. Rồi, ở đây nè các bạn thấy không? Gwinter 5607 nè. Đó. Rồi, các bạn kết nối vô cái wifi này. Rồi, bây giờ các bạn vào trong cái CH Play hoặc là App Store, các bạn cài cái phần mềm Gwinter này vào nè. Đó, các bạn cài vào nha. Thì ở đây mình cài rồi nên mình không có cài lại nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào trong cái setup wifi nè. Rồi, các bạn nhập cái tên wifi nhà của các bạn vô nha. Các bạn nhớ là các bạn nhập chính xác nha. Các bạn nhập sai là nó không có chạy đâu á. Mình ví dụ là ở đây mình có cái wifi của mình nè, Johnny Trần nè. Rồi, mình nhập vô. Viết hoa viết thường là y chang như cái tên của các bạn luôn nha. Rồi, có khoảng cách luôn này nha các bạn. Rồi, nhập password các bạn vào chỗ authenticated nè. Các bạn nhập open, các bạn mở lên. Rồi, các bạn chọn ở dưới cùng nè. Rồi, các bạn nhập cái wifi vào. Nhập cái pass vào nha các bạn. Rồi, các bạn nhớ nhập chính xác nha. Xong các bạn bấm done nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái IP cho nó. Có nghĩa là khi nãy mình nói á, là các bạn thiết lập cái IP cố định á, thì khi mà các bạn tắt cái máy này đi á, thì nó cũng sẽ không có thay đổi cái IP nha. Là ở chỗ này nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn bấm vào DHCP nè. Rồi, DHCP các bạn chọn TTIP nè. DHCP này á, là có nghĩa là IP động nè, TTIP là IP tĩnh nha các bạn, nó cố định nha. Rồi, bây giờ các bạn nhập theo mình nha, 192 nè, .168 nè, .1 nè, .254 nè. Một tí nữa mình sẽ cho chỉ cho các bạn xem cái dãy IP của các bạn để các bạn biết được cái dãy IP của mình là bao nhiêu để các bạn nhập vô nha. Thường á là 192.168.1 nhưng mà có chỗ là 1.2.168.0 nữa nha các bạn. .2 luôn, có rất là nhiều cái dãy IP nên các bạn cần phải xem cái dãy IP của mình là bao nhiêu để các bạn nhập vào nha. Thì ở đây là cái dãy IP của mình .1. Lát một nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nha. Các bạn nên để là .1.254 nha. Thì thường cái địa chỉ 254 này nó rất là ít người sử dụng. Đó, nếu mà các bạn nhập 254 không được đó, là có nghĩa là nó trùng với cái thiết bị khác nha.
thì mỗi cái địa chỉ IP á, là nó chỉ có một cái thiết bị sử dụng thôi nha các bạn. Rồi đây là 255 nha. Thì thường á, là ở gia đình nó để cái địa chỉ 192.168.1 không mà các bạn, có chấm 0 nữa, có chấm 2 luôn. Đó, một xíu nữa mình chỉ các bạn coi. Default gateway này là 192.168.1.1. Một chút xíu nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xem như thế nào về cái này ha. Rồi các bạn bấm config nè để nó cấu hình, nó kết nối với cái máy này, nó cấu hình lên nha. Các bạn lưu ý là cho nó chạy nha, nó chạy khi nào mà nó có chữ don á là xong á thì nó mới hoàn thành nha. Các bạn để cho nó chạy xíu. Nè các bạn thấy không? Nó chạy xong, nó có chữ don nè, vậy mới là xong nha các bạn. Bây giờ chúng ta tắt cái máy đi nè. Bây giờ chúng ta tắt cái máy ra nè. Rồi chúng ta mở lên lại ha. Rồi bây giờ chúng ta bấm cái nút màu đen ở dưới làm sao nè, để chúng ta coi coi nó ra địa chỉ IP bao nhiêu ha. Nè các bạn thấy không? Nó ra cái địa chỉ nè, cái tên wifi nè của nhà mình nè, cái path nè, cái địa chỉ nãy mình thiết lập nè, chấm 1.254 nè, rồi rồi chấm 1 nè, default gateway nè. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn coi cái dãy IP nha. Thì bây giờ mình sẽ vào lại cái wifi nhà mình nè, cho đi trần nè các bạn thấy không. Rồi bây giờ các bạn ở trên iPhone á, các bạn vào trong cái chữ Y nè đó, các bạn vào trong cái wifi của mình thì các bạn sẽ thấy được cái IP của cái điện thoại của mình nha. Đây là 192.168.1 nè, chấm 164 nè, là cái địa chỉ IP của mình nha các bạn. Đây 192.168.1 nè, các bạn thấy không? Đó, từ cái gì? Có thể nó chỉ thay đổi là chấm 0 ở chỗ chấm 1 nè, chấm 1 nó có thể thay đổi số 1 thành số 0 hoặc là số 2 hoặc là số 3 thôi. Còn cái mặt nạ mạng nè, các bạn nhập y chang như của trên điện thoại nè, 255 255 255.0 nè, bộ định tuyến nè các bạn cũng nhập y chang luôn nè, 192.168.1.1 nè. Đó, các bạn chỉ thay chỗ này thôi, các bạn chỉ coi chỗ này thôi nè cho nó trùng với cái IP ở đây ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta in thử nha. Rồi ở đây mình sẽ thử với cái phần mềm sổ bán hàng nè, mình sẽ thêm máy in vô để mình in thử nha. Mình lan nè. Chấm 1. Chấm 254 nè. Rồi bây giờ in nè. Này các bạn thấy không? Ok nha. Ok nha các bạn, mình sẽ thử thêm một cái phần mềm nữa. Rồi đây các bạn ha. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn reset lại cái wifi này. Có những bạn là hiện tại đang thiết lập cái IP động, mỗi lần tắt máy thì nó sẽ thay đổi IP. Nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn reset lại cái wifi để các bạn thiết lập là như mình hồi nãy nha, thiết lập IP tĩnh nha. Ok, bây giờ các bạn tắt máy nè. Tắt máy ha. Ở đằng sau có cái nút đen nè, các bạn bấm vô cái nút đen và các bạn giữ luôn nha, các bạn bấm và các bạn giữ luôn nha. Sau đó các bạn bấm bấm bật cái nút nguồn lên, rồi cái đèn đỏ tắt, các bạn buông cái nút đen đằng sau ra nha. Rồi ha, các bạn chờ xíu nha để nó reset lại, sau đó thì chúng ta sẽ bấm xem thử coi nó đã về cái mặc định chưa, nó đã về cái wifi rồi printer chưa nha.
Rồi các bạn bấm cái nút đen sau cái là nó sẽ ra tờ giấy nè. Đó, bây giờ nó đã về cái wifi G Printer nè. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái wifi G Printer lại để chúng ta kết nối cái wifi G Printer để chúng ta thiết lập lại nha. Chúng ta chỉ cần thiết lập như y chang như nãy thôi các bạn. Nè các bạn muốn setup được cái máy này á, các bạn phải vào cái wifi G Printer nha. Rồi. Bây giờ chúng ta vào cái phần mềm OCHA nè. Y chang như nãy luôn các bạn. Rồi mình vào cái Johnny Trần nè. Đó, nhập cái tên wifi của nhà mình vào. Ở đây á, là nhập cái password của wifi. Password của wifi nhà của các bạn bao nhiêu thì các bạn nhập vô số bao nhiêu nha. Rồi đi HCP á, thì chúng ta chọn cái tay tiết. Rồi ở đây á, mình sẽ nhập khác cái địa chỉ IP nãy nha. Đó, nãy mình nhập 254, mình sẽ bây giờ mình ví dụ mình sẽ nhập 255 nha, 250 nha. Hồi nãy mình cũng hướng dẫn các bạn coi cái lớp mạng rồi, các bạn xem cái lớp mạng ở nhà của mình bao nhiêu thì các bạn nhập vào cho đúng nha. Cái default gateway cũng có vậy, các bạn nhập theo cái trên điện thoại của bạn, các bạn coi nãy chỗ wifi á. Rồi các bạn bấm config nè, khi nào nó có chữ don nó là xong nha. Các bạn chờ xíu. Rồi sau khi mà kết nối mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. Rồi có chữ don này nè các bạn, xong rồi đó. Bây giờ mình tắt máy rồi mình mở lại cái nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút đen ở đằng sau á để cho nó ra một cái tờ giấy để xem cái ra cái IP đúng không nha. Nè nó có cái đèn là đã kết nối cái wifi nè các bạn. Nó ra như thế này mới là đúng nha các bạn. Cái tên wifi đúng của nhà bạn, cái password đúng và cái địa chỉ IP các bạn thiết lập tây tết hồi nãy là đúng nha. Đó, cái này á có nghĩa là mình đặt cái IP luôn các bạn, mình đặt cái IP cho nó luôn. Đó, cái net nè, cái default gateway nè, y chang như nãy mình đặt nè. Bây giờ mình sẽ in thử lần nữa cho các bạn xem nha. Rồi mình vào mình set lại cái địa chỉ IP thôi các bạn. Nãy mình đặt là 250 thì giờ mình vô đây mình ghi là 250 thôi. Rồi, lưu ra tính tiền lại thôi. Đó các bạn. Rồi ok các bạn, thì bạn nào mà muốn mua cái máy in đó thì các bạn xuống dưới phần mô tả nha, mình để cái đường link của Shopee hoặc là Lazada dưới phần mô tả. Các bạn click vào để các bạn mua hàng để có được giao hàng tận nơi nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nha, nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.